Bây giờ thầy xin nhắc lại cho mấy con thấy trong cái vấn đề mà ăn uống sữa mà những con bò người ta nuôi để người ta lấy sữa một cách rất đau khổ. Vừa rồi thì nghe cô Diệu Dân nói về con bò bị mái dắt sữa, thầy đã thấy xót xa trong lòng. Bây giờ tới Duyên Thanh nhắc về vấn đề mà nó nhốt con bò như vậy thì nó làm như vậy, thì chúng ta nỡ nào mà ăn sữa để sống mấy con? Nếu mà sữa thì mấy con nên biếu tặng, như vậy mấy con sai rồi, con hãy đừng có mua sữa nữa. Nó không phải sống. Ngày xưa chúng ta có sữa bơ gì đâu, ông bà chúng ta ngày xưa đâu có làm cái chuyện đó đâu, cứ ăn cơm rau cải tương dưa muối mà thôi, thế mà vẫn sống như thường. Còn bây giờ chúng ta ăn sữa bơ quá nhiều mà trong khi mọi con vật quá đau khổ. Người tu sĩ chúng ta trước lòng từ bi, không thể nào nghe mà thấy được như vậy mà nở lòng nào uống sữa. Cho nên thà chúng ta chết không thể sống trong sự đau khổ của loài vật. Cho nên ở đây cái thứ nhất là mấy con đã phá đạo cư, thì dặn mấy con đừng có nên đến thất của ai. Như người ta tùy thuận, người ta bằng lòng, người ta chấp nhận, nhưng sự thật là người ta rất khổ tâm gì, người ta nhận cái của mấy con cho biếu thì người ta bị động tâm mất. Mấy con thấy điều đó, cho nên vì vậy mà tốt nhất là mấy con có thể giao lại cho cô Út, chia phát làm gì làm. Khi mình không thọ dụng thì mình chia phát gì làm. Còn hoàn toàn thì đừng đến thắt ai đem biếu cho. Cái lòng tốt của mấy con đã ở ngoài đời, chứ trong đạo thì để cho mọi người người ta giữ được cương tốt. Trong khi sanh tử vô thường, nó rình rập, nó muốn lôi người ta đi mất đi. Một phút một giây mà đi qua rồi rất là khổ đau mấy con. Cho nên thầy mong rằng trong cái sự tu tập, mấy con đừng có liên hệ với nhau qua lại cho biết cái này cái kia cái nào gì đừng. Mấy con nhớ rằng mọi người cần thiết một điều gì thì người ta sẽ hỏi, và đồng thời thầy thấy rằng Phật tử cúng dường chúng ta ngàn bữa ăn như vậy, chúng ta thấy tạm đủ sống, không thiếu nữa. Người ta cho gì mình ăn nấy, đừng. Thầy mong muốn rằng tu viện của chúng ta để sẽ biến thành cái nơi tu tập như thời Đức Phật ngày xưa. Trong chùa không có nhà bếp, không có nhà bếp, mình đi xin người ta cho gì ăn nấy, không nói dở nói ngon, không đòi hỏi Phật tử phải bảo người nấu nướng phải như thế này thế khác, thì chúng ta không phải tu hành theo Phật. Mấy con nhớ những điều đó. Cho nên ở đây chúng ta những cái gì mà người ta làm, người ta muốn làm cho mình ăn cho ngon cho được, chứ không phải người ta làm cho mình ăn dở, người ta ráng hết mà. Nếu mà người ta còn cái sức nào mà làm cho mình ngon nữa, người ta sẽ làm. Cho nên vì vậy mà những đồ người ta làm thật sự ra thì, tại vì mình tu cái tâm từ của mình thấy nó giống thịt, giống cá, giống tôm, mình không ăn được. Chứ thật ra họ nghĩ theo cái ngoài đời, họ nghĩ như vậy là món ăn như vậy làm chúng ta ăn ngon miệng, để chúng ta không có chê. Thầy rất tội cho những người mà họ lãnh nấu cơm với chúng ta, họ làm sao biết được con đường tu của mình. Cho nên hôm nay thì trong cái vấn đề mấy con thế này thế khác, như mấy con thấy những người ở đây bệnh, mấy con có khả năng, mấy con biết, thì mấy con đến mấy con trị bệnh, điều đó đều sai. Sự thật ở đây có pháp trị bệnh nữa, một là chết, hai là chúng ta trị bệnh. Cho nên sự tu tập mấy con cố gắng, bởi vì càng lúc mình giữ cái hành đạo cư càng tốt. Mặc dù trong cái thời gian này nó chưa phải là đi tới rốt ráo, nhưng mình tập dần cho nó quen, không khéo rồi mình thói quen rồi mình coi thường cái hành đạo cư. Nó là cái phương pháp phòng ngộ mắt tai mũi miệng thân ý. Nếu mình không giữ tròn thì nó thành thói quen, sau này mình cũng không giữ tròn được, khó tu lắm em không. Còn về vấn đề mà mấy con viết bài dở để mà nói đến các bậc tôn túc hoặc là các kinh sách đại thừa, thì lúc bây giờ mấy con đừng có nói gì hết. Mấy con phải biết rằng mình được an ổn mà ngồi đi tu là cái phước rất lớn. Mình động người khác, người ta không để cho mình yên, thì cái lớp đào tạo chính quả là nó sẽ không thành tựu. Bởi vì mình đã tạo cái duyên chướng ngại thì họ sẽ không để cho mình yên mình tu đâu, họ sẽ quậy phá. Thầy đã nhìn thấy cái điều đó, mong rằng mấy con đừng có động chạm ai hết, tất cả mọi người. Chứ còn mấy con mà động chạm thì chắc chắn cái lớp này nó sẽ có nhiều chuyện mấy con không phải là mấy con không ngờ đâu. Thì xin nói cho mấy con biết, bây giờ chúng ta an ổn như thế này, bỗng dưng công an đến đây bảo giải tỏa,
mấy con có quyền gì mà khi mà người ta bảo mấy con thì mấy con phải rời khỏi nơi đây thôi. Họ không cho người nào tạm trú ở đây hết thì mấy con chỉ còn cách quán về thôi. Người ta có quyền, còn chúng ta không có quyền đâu mấy con. Mấy con nên nhớ là đừng đồng chạm ai hết, thì chúng ta yên ổn để mà chúng ta đào tạo thành những con người tu thật, tu thực chúng thật sự làm chỗ bốn sự sinh già bệnh chết. Chừng đó người ta thấy đúng, người ta theo, chứ không cần phải nói gì nữa con. Cũng như hôm nay những cái bài học của chúng ta trong cái lớp chánh tri kiến, người ta sẽ học nhiều lắm mấy con. Người ta sẽ nghe được những cái điều mấy con nói, người ta học rất nhiều những cái điều mà chúng ta đã học. Người ta thấy quý chọn lắm vì nó là đạo đức. Cho nên chúng ta cứ học, cứ làm tốt thì những gì tốt sẽ đem đến chúng ta. Còn chúng ta nói thế này thế khác, người ta nói thầy gì từ lâu tới giờ người ta nói nghiệp, có ăn thua gì đấy với thầy không? Thầy vẫn là thầy, họ nói vậy là nói có gì. Thầy không hề trả lời một tiếng nói nào hết. Thầy mất hơn họ, thầy trả lời với họ thì thầy có gì, có gì thua họ đâu. Cho nên họ nói gì mặc họ. Còn chúng ta làm tốt thì người khác sẽ chú ý đến cái tốt của chúng ta. Chúng ta dựng lại cái tốt của Phật giáo thì mọi người họ sẽ theo đó mà tu tập. Và bằng chứng lớp học hôm nay là bằng chứng cụ thể để chúng ta chỉ cho họ biết rằng chúng tôi học tập như vậy mà chúng tôi làm chủ sự sống chết bình đẳng như vậy. Cho nên nhiều khi mấy con không hiểu, mấy con không hiểu, mấy con ngỡ tưởng thầy cũng uống thuốc, cũng bệnh đã uống thuốc như mọi người, rồi mấy con làm thuốc, mấy con cúng dường thầy, tưởng thầy uống. Sự thật thầy phải làm cái gương hành tốt. Cho nên hôm nay tại sao thầy nói để không khéo mấy con nghĩ rằng mỗi lần các bạn ở trong này, các con trong này bệnh đau đi bác sĩ, sức của mấy con chưa đủ, tinh thần mấy con còn yếu. Cái sự thật nếu mà nghe lời thầy, mấy con khỏi cần uống một viên thuốc, khỏi cần tốn một đồng xu một cặp bạc nào cả. Thầy biết rằng nhân quả, cái nghiệp nhân quả của mấy con bây giờ đến, mấy con dù có uống thuốc hay không uống thuốc mấy con cũng chết. Mà khi chưa đến bây giờ mấy con không uống thuốc nó cũng mạnh. Đó là thầy đã thấy tường tận của nhân quả, tường tận của nhân quả. Cho nên mấy con đừng làm sai nhân quả, mà hãy nỗ lực tin nơi thầy mà nỗ lực tu. Khi gặp đau đớn, khi gặp bệnh tật khó khăn gì, mấy con cứ dựng thân lên, thẳng gót, ngồi thẳng lên, đừng sợ hãi, thẳng lưng lên và ôm pháp mà vượt qua những ác pháp đó, thì mấy con sẽ bình an, không có gì đâu mà sợ. Còn vấn đề ăn uống thì mấy con nhớ kỹ, thì nhắc đi nhắc lại rất nhiều, làm sao chúng ta có trách nhiệm bảo vệ cái sự ăn uống của chúng ta đúng cách như thời Đức Phật. Chúng ta đi xin cơm ở đâu người ta nấu mình chẳng biết, ngon dở không biết, người ta cho thì mình ăn, ăn để sống, sống để tu thôi con. Chớ không phải ăn để mập, để béo bổ, để thế này thế khác. Cho nên vì vậy mà thầy nhắc nhở mấy con thì mấy con lại không hiểu ý thầy. Thì nhắc nhở khi mà chúng ta khất thực về món ăn nào mà chúng ta thấy mình ăn được, không khổ đau, không bệnh tật thì mình ăn, còn món nào không được thì thôi. Chứ không phải là mình không nhận lãnh rồi mình lại đòi hỏi phải người khác phải nấu như thế này thế khác, điều đó sai. Bởi vì thầy đọc một bức thơ có người gửi thầy xin cô Châu phải cho cái người nấu ăn đó phải như thế này thế khác, rồi thậm chí như cách canh rồi chè cháo những cái này thế khác. Những cái vấn đề đó thầy rất là phản đối. Người ta cho gì mình ăn được, mình ăn không được thì mình ăn cơm không cũng được, có gì đâu, chỉ cần cơm là sống được rồi. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó là chính mới tu. Tu ở chỗ đó mới tu. Tu từ cái ăn, tu từ cái ngủ, tu từ cái sống của chúng ta hàng ngày, đối xử với nhau, thương yêu nhau, biết tha thứ cho nhau, lần lượt chúng ta xả. Đừng lấy một cái điều kiện gì đó mà cứ cố chấp để hoài trong tâm mình thì mình không xả được không. Cho nên ở đây Huệ Ân viết mà hỏi thầy, xin thầy những cái điều kiện mà mấy con cho mà Huệ Ân không có nhận thì cũng khó, mà nhận thì cũng rất khó. Bởi vì độc cư không được trọn vẹn, rất tội. Cô thấy cái tuổi đời của cô cũng không còn bao lâu, mà mấy con thương, mà mấy con đến làm động thì như vậy không được mấy con. Cho nên vì vậy mà tất cả những sự kiện mà mấy con làm động nhau thì không được. Ở đây có thầy. Ví dụ như thầy biết cái khả năng của mấy con sống để mà trong khi bệnh đau mà làm chủ được hay không, thì chừng đó thầy sẽ cho mấy con dừng thân hoặc là cho mấy con uống thuốc hơn là những người khác. Những người khác ở trong tu viện này
họ không đủ khả năng, dù bây giờ họ là bác sĩ ở đây, thầy cũng không chấp nhận họ trị bệnh ở đây. Bởi vì thầy biết rằng cái người đó họ tu có đạo lực đến mức độ nào, họ sử dụng pháp được hay chưa. Mà nếu chưa thì thầy cho quyền họ uống thuốc, mà chưa được mà đã được thì nhất định chết bỏ, thầy không cho uống thuốc. Bởi vì thầy biết cái sức của họ sẽ vượt qua những nghiệp lực đó. Cho nên mấy con yên tâm, khi mà có điều kiện gì cần thiết thì mấy con cho thầy hay thì thầy sẽ đến thì giúp mấy con với tinh thần vững mạnh. Chỉ cần có thầy đến thì thầy an ủi và sắp tấn mấy con, thì mấy con sẽ vượt qua những cái khó khăn đó. Đừng lo lắng, chúng ta đến tu viện này là mục đích giải thoát, cho nên chúng ta chẳng hề sợ hãi một cái gì cả. Tất cả những vật sinh tử có làm gì chúng ta được đâu, có làm gì chúng ta được. Nhất là chúng ta đã theo đúng con đường của đạo Phật thì chúng ta sẽ có đủ điều kiện để làm chủ nó, cho nên chúng ta không ngại đâu. Còn thuốc thang chỉ là thứ yếu, thuốc thang chỉ giúp cho người thế tục, người không biết tu. Cái người biết tu rồi chúng ta chẳng cần ở đâu đâu đối với nó. Cho nên vì vậy cái lòng tốt của mấy con có tốt, nhưng mấy con lại làm động người khác, làm cho người ta tu hành không được. Cho nên vì vậy đã có nhiều người, ví dụ như con, các con có lòng tốt, các con đem thuốc đem thang này giúp đỡ. Những cái người mà người ta hiểu thì người ta không uống đâu, người ta nhận chứ người ta không uống đâu. Nhìn ra mấy con lại làm cái chuyện phí công mà là phí của nè, người ta đâu có uống đâu. Mấy con hiểu điều đó. Ở đây là cái lớp làm chủ sanh già bệnh chết, trong đó có bệnh thì người ta đâu cần gì thuốc. Người ta bởi vì người ta biết cuộc đời là quá khổ, khổ trong bốn sự đau khổ này, nhất là bệnh đau. Thì các con thấy người ta đã chuẩn bị cho con đường của người ta để làm chủ được nghiệp sinh này, người ta mới bỏ hết cuộc đời người ta già thôi. Không lý rồi, bây giờ người ta tu mà người ta sống như người đời thì người ta sống làm gì đây? Công sức mà mấy con bỏ hết cả gia đình, bỏ hết cái công ăn việc làm, bỏ hết tiền tài vật chất vào để tu là mục đích nhắm làm chủ bốn sự đau khổ này. Mà ngay trên sự đau khổ bệnh tật mà mấy con không chịu tập luyện làm chủ nó thì đời nào mấy con làm chủ được? Các con hiểu. Cho nên vì vậy mấy con đừng nghĩ rằng phải có thân mạnh. Thật sự đó, ở đây có con thấy như cô Diệu Minh đau bệnh, thầy bảo ôm pháp mà phá bệnh rồi mới sẽ tu tập. Ở đây có thầy Phước Tồn đau bệnh, thầy bảo thầy phải phá hết cái bệnh, diệt hết cái bệnh bằng pháp, không cần uống thuốc nữa. Chứ mỗi lần cứ đi vô đi ra xin thuốc của thầy bảo chết bỏ, ôm pháp vượt qua rồi mới tu. Cho nên thầy nói sang năm mở cái lớp, là đầu tiên năm nay tu không kịp vì thân mình bệnh, thì sang năm sẽ tu lại. Cho nên bây giờ phải trị cho hết bệnh, cũng như cô Diệu Minh thầy đã bảo, bây giờ thân bệnh thì phải dùng pháp đối trị bệnh, chừng nào hết bệnh thì trở lại tu cái pháp chánh kiến, tu cái lớp chánh kiến. Còn nếu chưa hết bệnh thì phải tu tập cho hết bệnh, bởi vì có bệnh rất khó tu. Bây giờ mình làm bài mà ngồi chấm mặt là sao? Các con hiểu chưa? Mình mà mình tu cái định vô lậu như vậy thì mình không triển khai được định vô lậu, và đồng thời chỉ còn ôn pháp để cho nó vượt qua những cơn bệnh đó mà thôi. Thì chỉ có pháp thân hành niệm để đối trị bệnh, hoặc là hơi thở, hoặc là cánh tay của chúng ta nương vào để đối trị bệnh. Thì hàng ngày chúng ta chuyên cần đó để mà chúng ta đẩy lùi bệnh. Còn thì giờ đâu mà chúng ta gọi là chúng ta ngồi đó viết bài, rồi còn thì giờ đâu mà chúng ta ngồi đó để mà tu tứ niệm xứ đấy con. Tứ niệm xứ đâu phải dễ đấy con, đừng nghĩ nó dễ, nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Tu sai là bị ức chế đó, nó không thật, nó không phải dễ đâu. Cho nên khi mà chúng ta triển khai chi kiến chúng ta đủ và nhiếp tâm an trú được trong một phút chắc chắn bảo đảm, thì chúng ta mới trở về tu tứ niệm xứ mới trọn vẹn được, chứ không khéo chúng ta sẽ tu không được. Nhưng phải có sự hướng dẫn của một người có kinh nghiệm. Không có người hướng dẫn, mấy con tu sai một chút cũng bị ức chế tâm trong tứ niệm xứ, nó không đơn giản. Cho nên vì vậy mà luôn lúc nào thầy nhắc nhở mấy con nhiều mà mấy con không có nghe lời thầy, để mà cuối cùng nó có sự kiện này hoặc tới sự kiện khác. Mỗi người trong cái lớp học này thì mấy con cũng nhớ rằng, và khi mà cái lớp học mà chính kiến thì chúng ta phải đông đủ để mà nghe. Như nãy giờ chúng ta bỏ bao nhiêu thì giờ chúng ta nghe những gì, chúng ta thu thập được những gì là do những cái bài như Nguyên Thân viết. Thật sự ra đó là những điều chúng ta học rất nhiều chứ không. Cái mục đích chúng ta ở đây là triển khai cái tri kiến hiểu biết để từng cái pháp môn áp dụng vào đời sống, từng cái lời khuyên. Mặc dù hiện giờ chúng ta nghe nhưng chúng ta chưa sống được, nhưng cái nghe để giúp chúng ta hiểu biết để mà chúng ta sống. Sống cho được, mà sống cho được thì phải hiểu biết. Có người nào mà không hiểu biết mà làm đúng được đâu. Có sự hiểu biết mới làm đúng được. Cho nên sự tu tập của chúng ta hôm nay có nhiều cái sự khó khăn lắm mấy con.
Thì giờ thì chúng ta không có, và lại thì ở trong đây thì nó có nhiều cái bài điều kiện. Như mấy con thấy, như mấy con để tự nhiên thì cái tâm tu tứ niệm xứ nó không thấy niệm. Nhưng mà khi tác ý để mà vào tứ niệm xứ thì bắt đầu ngồi lại thì nó có niệm. Điều đó điều tốt chứ không gì đâu. Bởi vì chúng ta trên tứ niệm xứ để thấy từng niệm đó mà để chúng ta tu tập, chúng ta sao nó có những trạng thái cảm rõ, có những niệm là chúng ta mới thấy ở trên tứ niệm xứ, mới tu tứ niệm xứ. Còn nếu mà tứ niệm xứ nó bình an thì còn gì mà phải tu nữa không? Cho nên chúng ta trở về tứ niệm xứ là chúng ta nhắm vào những cái niệm động của nó, những cái cảm rõ để mà chúng ta tu. Đó là mình tu tập tứ niệm xứ, tức là bảo vệ tứ niệm xứ. Cho nên khi mà ngồi yên á, nó không có gì thì mình mừng, mà chỉ có vậy thì mình lại thấy rằng sao nó là không yên, sự thật nó không yên, tức mới gọi là tu tứ niệm xứ. Cho nên vì vậy mà thầy xin trả lời cái chỗ câu hỏi. Còn tất cả những cái câu hỏi khác thì để thầy sẽ giải quyết sau. Khi những người nào giả lại thì mấy con cũng làm sai. Bởi vì ở đây cái người nào sai thì đều có đôi mắt của thầy để chiếu soi đến họ rồi. Thầy cần phải giúp họ, mấy con đừng làm động như vậy. Mấy con đến thất người ta khuyên lên cái này cái khác, bây giờ không phải lúc động, phải tự cứu mình mấy con. Mấy con làm sai điều đó là mấy con không có tự cứu mình. Mấy con không tự cứu mình, mấy con biết thương yêu người khác, đó là tốt. Nhưng giờ phút này không phải là giờ phút thương yêu người khác. Nhiều khi người ta tạt vào cái vào mình một cái gáo nước mấy con. Các con hiểu không? Bây giờ là lúc mình tu. Còn nếu mà bình thường mình không có một cái phương pháp rốt ráo thì mình phải sống với cái tâm từ của mình, biết thương yêu và biết xả bỏ những cái điều mà người ta nói ngược lại. Cho nên trong lúc này là trong lúc mình đang nỗ lực để thực hiện tri kiến của mình, bắt đầu vào tứ niệm xứ để cho mình diệt phục được những chướng ngại trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp để cứu mình trước cái đại. Mà thầy nói rằng mấy con nỗ lực mà chuyên lo cứu mình thì trong thời gian không có lâu đâu mấy con, không lâu. Nghĩa là Đức Phật đã xác định được tứ niệm xứ 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Thì chúng ta học định vô lậu là tháng này nữa thì chúng ta được gần 3 tháng rồi mấy con. Thì còn 7 tháng thì tức là chúng ta còn 4 tháng nữa. Nghĩa là hết tháng này thì còn 4 tháng nữa. Nghĩa là chúng ta phải lấy cái chuẩn nỗ lực học tập trong những tháng này, còn 4 tháng nữa. Nếu quả chăng 4 tháng nữa mà không chứng đặt thành, tức là 7 tháng mà không chứng, thì chúng ta còn cái thời gian 7 năm. Mà trong 7 năm đâu có nghĩa là chúng ta phải tu suốt 7 năm đâu. Nó có thể 1 năm sau chúng ta sẽ thành tựu khi chúng ta quyết tâm. Chứ không phải là cái thời gian Đức Phật nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm rồi chúng ta phải tu đúng 7 năm. Do cái sự nỗ lực tu đúng, giữ gìn giới luật đúng thì chúng ta thu ngắn cái thời gian đó. Còn 7 tháng mà chúng ta làm được thì đó làm cái điều đúng chứ có sao đâu. Đức Phật đã nói 7 tháng mà. Cho nên vì vậy mà ở đây mấy con cứ lo ra ngoài thì làm sao 7 tháng được mấy con. Mấy con cứ lo chuyện thiên hạ thì làm sao được. Thật sự ra lòng thương yêu chúng ta có, nhưng mà chúng ta quên, chúng ta biết mình rõ ràng là mình chưa làm chủ được sinh già bệnh chết của mình. Mình chưa làm chủ. Bây giờ thử hỏi trong lớp này mấy con làm chủ được hơi thở chưa? Hơi thở là sự sống của mấy con. Mấy con muốn ngừng nó ngừng chưa? Chưa. Thì chắc chắn mấy con chưa làm chủ rồi. Bệnh đau mà mấy con tác ý, những cái bệnh nhẹ, những cái bệnh nặng mấy con tác ý nó đi chưa? Chưa đâu mấy con. Còn rồi bây giờ về cái tâm mấy con thấy nó còn chướng ngại chứ chưa phải hoàn toàn mà. Các con thấy chưa? Và cái thân của mấy con bây giờ nó chưa già, nhưng mà có nhiều người thầy thấy tuổi cũng còn nhỏ chứ chưa lớn lắm mà đã yếu đuối rồi. Tức là không còn mạnh khỏe nữa. Vậy thì mấy con biết rằng mấy con chưa làm chủ bốn chỗ sinh già bệnh chết. Nó chỉ có một phần nhỏ nào trong cái sự tu tập của mấy con mà thôi, chứ chưa phải mấy con đầy đủ đâu. Cho nên vì vậy mình phải ráng cứu mình mấy con. Thời gian không chờ đợi, tuổi trẻ cũng như tuổi già không, nó không chờ đợi cái sự vô thường đó chờ đợi mấy con đâu. Cho nên mấy con tu 7 tháng được thì đó là một nỗi mừng của thầy. Được người nào tu xong là một nỗi mừng của thầy. Mà 7 tháng được thầy rất mừng. Mấy con phải giữ gìn trọn đúng thì 7 tháng mới được. Ở đây trước mặt thầy là mấy con có nhiều người có khả năng tu chính, có khả năng thay thầy làm công việc dựng lại chánh pháp cho Phật. Mấy con đủ khả năng. Có nhiều người tâm từ bi mấy con rất rộng lớn lắm, mấy con rất rộng lớn. Nhưng mà triển khai đúng mức thì chẳng thua gì tâm từ bi của Đức Phật đó. Mấy con có nhiều cái điều kiện triển khai làm cho mấy con trở thành một người rất tốt, nhưng phải ráng cố gắng từ các con cố gắng cho đúng, đừng cố gắng sai mấy con. Cho nên ở đây trong cái sự tu tập, thầy nhắc nhở rất nhiều để cho mấy con
cố gắng hơn. Còn về cái phần khác như về cái bài suy vô thường của Diệu Hiền thì có một dịp khác chúng ta sẽ đọc cái này, vì đây là cái bệnh trầm kha, vì đây bây giờ nó cũng hết giờ. Cái bệnh trầm kha của thiên hạ đó, tức là bệnh hôn trầm thì gặp nó khó lắm đó. Đây thì qua cái kinh nghiệm của Diệu Hiền thì cái kinh nghiệm của nó là nó cũng giống như tất cả mọi cái người đã gặp cái trạng thái hôn trầm thì nhiên. Do đó một hôm nào đó có dịp chúng ta sẽ đọc cái bài thơ này để chúng ta rút để từng kinh nghiệm cho nhau, để chúng ta sắp tấn cho nhau, để chúng ta tiến tu. Hoặc là cái bài này có thể đưa vào giao cho Thanh Trí sẽ được in vào cái tập Xuân, để rồi mọi người sẽ có một cái tập trong đó có cái bài nói về suy vô thường. Bây giờ đó thì thầy còn một cái sự giải quyết nữa, mà giờ đi khất thực thì nó đã tới rồi mấy con. Vậy thì thầy sẽ ở lại lớp, thầy sẽ giải quyết một vài người nữa, đó làm giải quyết riêng. Cho nên mấy con sẽ trở về thất rồi lo chuẩn bị đi khất thực. Mấy con có ai hỏi thầy gì nữa không con? Không nhớ con, rồi mấy con trở về, vì nó hết giờ rồi. Chiều nay còn một chàng nữa, cái điều gì mấy con hỏi thì chiều nay mấy con sẽ gặp. Mấy con để dưới con, đừng nhắc lên, hỏi mấy con. Để dưới mình đẩy ra, để mấy con cực. Cô tình bản, có tình bản ở đây không con? Thôi tình bản ở lại đây chứ con. Thôi bây giờ thì thầy mắc giải quyết một cái sự việc con buổi chiều không con? Dạ con. Bây giờ chiều nay con về phải không con? Bây giờ con cần hỏi thầy gì thêm không ạ? Bị về rồi, đứng dậy không? Mình còn cái gia duyên nhiều không? Dù mình nghe để cho mình hiểu biết, để cho mình có một sự tích tập, sự hiểu biết của chánh kiến đó không? Nó đỡ lắm rồi. Được rồi con, những tài liệu mà mấy cô học tập đó, thì sau này nó sẽ thành sách, thầy sẽ gửi cho mấy con. Mình đọc, mình nghe một lần cho nó chỉ nghe chứ nó chưa có thấm nhiều nữa. Mình đọc nó nữa mới thấy cái hay. Bây giờ thì thầy nói như thế này, con biết bức thơ thì đọc rồi con, bởi vì thầy rất là thương mấy con đó, thì biết cái sự biết mấy con nó không có về chánh pháp của Phật triển khai cái tri kiến của mình, cái sự biết nó mênh mông, nó rộng lắm. Mà nếu không chịu khó mà tu học thì cái tri kiến không có, mà tri kiến không có thì con ngồi trong pháp con sự được cái sự yên ổn đó. Nhưng mà yên ổn nó sẽ không đi tới đâu là tại vì mình bị ức chế mà. Còn mình hiểu cái tri kiến của mình rồi, mình không có ngồi mà mình xả nó hết, mình đi dục nó bằng cái sự hiểu biết này thì nó sẽ có cái sự thanh tịnh của nó không bị được. Con hiểu không? Cho nên thầy cũng muốn con phải ra lớp để mà ráng học tu. Con thấy qua cái sự mà ghi chép của Nguyên Thân, thật sự ra nó phải nghiên cứu và đọc rất nhiều, từ đó mình mới thấy được cái sự đau khổ của những cái giọt sữa mình đang uống. Con hiểu không? Từ đó mình mới thấy cái lòng của mình không nở tâm đó, và cũng chính đó là cái xả của mình. Con thấy chưa? Còn nếu mình không hiểu, mình không nghe thì mình đâu có biết được từ cái khổ đau của con vật như vậy, từ cái loài vật mà từ cái giọt sữa nó mà để mình hôm nay từng cái hộp sữa mình uống vậy, thì con thấy nó thu thập được những cái điều đó, nó làm cho cái tâm từ của mình khử rất lớn hơn. Thấy không? Con học là cái hiểu biết đó, nó làm cho mình càng lớn hơn, cái sự hiểu biết của mình càng lớn hơn, nó làm cho mình sống gần gũi với Đức Phật hơn, nó làm thương yêu của mình. Còn nếu mà con không ở trong pháp thì con đâu có nghe được những cái sự kiện mà người ta nuôi từ con vật để lấy sữa như bằng cách đau khổ như vậy, từ bằng cách mà lấy thịt mà nó nhốt những con vật mà nó như một cái rọ, như nhốt ở trong cái lòng quá chặt như vậy. Con thấy mình thấy sao mà nó đau xót, người ta vì cái lợi dưỡng ăn uống béo bổ như vậy mà người ta làm vậy. Bây giờ mình ăn chay mình không có ăn thịt chúng đâu, nhưng mình uống sữa, mà trong khi họ dắt lấy cái sữa con bò như vậy, trời ơi, còn gì nữa mà mình nó mình phải học hiểu chứ. Nếu mình học hiểu thì mình mới lòng từ bi, mình mới phát triển chứ. Nó còn nhiều cái khó chứ đâu phải nhiều thứ đó. Ví dụ cho nên mấy con phải ráng tu tập chứ, không khéo mấy con lại phí một cuộc đời, không được đời tu nó bị nhức đầu không? Thôi thì mấy con không làm, nhưng mà con đến con dự, con nghe nó vô lỗ tai con chứ nó quân vậy đó, nó có lợi ích. Thay vì con chưa hiểu con nghe rồi, bây giờ con hiểu thôi, không tự hiểu mình không có làm. Nhưng mà mình làm thì theo cái sự hiểu biết của mình làm được mức độ nào đó, bằng chứng con thấy bây giờ mình triển khai cái đầu óc của mình thì bắt đầu nhức đầu.
anh còn thấy cái dở của mình vậy. Còn cái người ta sao người ta giết như vậy mà người ta không biết đầu không gì hết, mình có thấy cái đầu của người ta có thấy không? Tại sao mình làm không được? Cho nên mình phải tập dần. Bây giờ thay vì mình giết nhiều cũng được thì mình tập cho nó dần, nó quen, cái gì thì nó cũng thành thói quen. Con thấy bây giờ cái đầu óc mình nó không chuyển sai, bởi vì Đức Phật sống bằng cái tri kiến, bằng cái sự hiểu biết ý thức của chúng ta, chứ đâu phải dẹp ý thức đâu. Còn giờ làm cái dẹp ý thức cũng như thiền tâm, như đại thừa, cái dẹp ý thức tức thì nó không suy nghĩ gì được hết, nó vô phân biệt, là nó không có biết phân biệt suy nghĩ gì. Thì mình tu đến mức độ đó để làm gì đây? Cái mục đích của nó là cái cuộc sống đạo đức không ngừng của mình, tức là phải có sự hiểu biết. Con thấy chưa? Cái học của đạo Phật là học để rồi lấy cái sự hiểu biết đó áp dụng vào đời sống để được giải thoát, chứ không phải là làm cho con người mình nó trở thành cây đá, nó không phải vậy. Cho nên bây giờ con động não, con không biết đầu, mà động não biết đầu thì cái tri kiến con làm sao triển khai, con thấy chưa? Cho nên bây giờ con làm ít thôi. Bây giờ làm ví dụ như thầy nói quán thực phẩm bất tịnh, thì con nghĩ bất tịnh như thế nào con biết, con biết thôi. Nhưng mà thành á, nó cũng như vậy, nó cũng quen là cứ xả tâm thôi. Bây giờ ức chế nên nó bị như vậy mà triển khai ra thì nó đâu có làm nhiều được. Nó viết 5-10 chữ gì đó, nó hiểu cái gì đó, nó viết 5-10 chữ, một trang, hai trang, đủ thôi. Thầy đâu cần mấy con viết nhiều. Nhưng mà lần lần nó triển khai cái tri kiến nó, rồi sau này nó sẽ viết nhiều. Chứ không phải một lần. Bởi vì cái suy nghĩ của con là suy nghĩ không có hiểu không? Không có hiểu. Bởi vì cái đó cái hiểu theo cái kiểu hiểu từ lâu đến giờ. Mà ta cứ nghĩ là bây giờ mình cần thiết, mình hiểu vậy mình chỉ mình thả thôi. Nhưng mà không ngờ cái thả con hiện giờ đó là cái thả bị ức chế. Nó không có phải là thả gì, mà người ta triển khai cho mình phải hiểu, hiểu cho thông suốt, chứ không có thể. Bây giờ đạo Phật là đạo trí tuệ, con nghe cái đạo Phật là đạo trí tuệ, nó khai triển cái sự hiểu biết mình sâu, chứ không có thể mà nó ít được. Cho nên nó là đạo trí tuệ, con thấy từ chánh kiến này con thấy là phải thấy hiểu biết như đúng như thật. Chánh tư duy phải suy nghĩ đúng như thật, rồi chánh ngữ lời nói phải là chánh ngữ, ái ngữ chứ không được là tà ngữ, ác ngữ. Rồi đến cái chánh nghiệp, cái hành động nó luôn luôn phải chánh. Tất cả những cái này nó có nói gì ở cái hoàn toàn là nó giải cái cuộc sống của con người. Con thấy toàn bộ tới cái chánh niệm đó, cái chánh niệm là cái lớp cuối cùng để tu tứ niệm xứ, nó hoàn toàn là nó giải cho mình cái sống. Cái đâu mà phải cái tu như lầu nào tới giờ đâu. Cho nên hôm nay thì triển khai thì nói nếu mà quả chăng mấy con tu là đã đạt được rồi. Hồi nào tới giờ mấy con nỗ lực, mấy con xả tâm, mấy con ở trong thất, mấy con giữ tâm bất động mà tu cái này kia thì mấy con đã đạt được rồi. Tại sao mà tới giờ này mà không có người nào đạt được? 20 năm trời thầy đã hướng dẫn, con thấy chưa? Có đạt được đâu, mà bây giờ triển khai cái này để mấy con thấy sự làm chủ của nó mà. Nó phải đi đúng chứ. Còn bây giờ hồi nào tới giờ mình cứ dựa theo đại thừa thì cái kiểu mà tu tự này kia trong đó không cần kiểm tra ai hiểu được mới nào hiểu. Không hiểu thì cứ nhắm vào chỗ đó, nó vô thường là vô thường, hoặc là nhân quả, hiểu mới nhắm nào đó thôi. Cái sự thật là nó chuyển ra cái tri kiến không có, cái trí tuệ không có. Cho nên nó cái con lại điên khùng, nó con lại hiểu sai. Mà trong khi thầy về thì triển khai cái lớp này là may mắn, chứ không khéo mà khi mà sống gió chuyển dữ thì muốn dẹp luôn thì ai tu được không còn. Thầy đi kiếm cái chỗ thầy ẩn bóng. Thì con biết mà thầy có cái ý là thầy muốn để ẩn bóng cho khỏe thầy hơn. Chứ giờ tu như vậy mà sao tu được mà sống gió nó dạp dừng như vậy. Nay chuyện này mai chuyện khác. Đó, tất cả những chuyện thờ nó bằng trời chứ đâu phải chuyện nhỏ đâu. Con thấy cái những cái chuyện mà thầy nói thiệt ra, đem ra những cái chuyện này mà nói ra cái sự sóng gió chân như xảy ra, còn cái mặt mũi nào mà thầy ngồi ở đây mà thầy giải với con. Nhưng mà thầy vượt trên đoạn sống, thầy không sợ. Nếu mà thầy mà phải, nhưng mà có người mà còn tầm thường, cái hạng mà phàm phu thì chắc chắn là người ta không bao giờ người ta giải, người ta bỏ. Mà thầy vượt lên được, thầy vượt qua dư luận hết. Ai nói gì mặt tốt xấu tự mình biết. Có không biết các con là những người ở trong cuộc, các con thấy rất rõ điều này chứ đâu phải là mấy con ở ngoài cuộc đâu. Nhưng mà thầy vượt lên thì mới mở cái lớp này để chúng ta đi vào cái chứng kiến, cái sự tư duy chúng ta đúng. Con thấy mà con chịu học hiểu, con như vậy là con ở trong thất. Có nhiều người xin thầy có ông thất tu, thầy nói ông thất được thì ở. Thầy nói thiệt là thầy đuổi liền tức khắc, thầy không cho ở đây nữa. Vì đây là cái lớp học để áp dụng cái sự học và học sự tu. Còn mình không học mà mình tu cái gì? Hồi nào tới giờ mình tu được rồi sao? Nếu được thì tại sao mà không được? Bây giờ còn tiếp tục tu như vậy là được cái gì đây? Con thấy rõ ràng không? Cho nên thầy khuyên mấy con không chịu nghe thì thầy cũng để đành chịu thôi. Bởi vì đó là cái tu giải thoát cho mấy con. Mà thầy đã chịu cực khổ đến như thế này sao? Đồng thời cùng nhau xuống nhau mà nói về ăn uống nữa chứ. Sợ hơn ăn nào cái này cái kia nọ đủ thứ. Trong khi người ta cúng dường cho mình quá sung sướng, người ta ở đâu người ta làm đến cho mình ăn như vậy, mình quá là hạnh phúc rồi. Đâu có đâu còn gì cơm sẵn nè,
đồ ăn sẵn nè, làm những cái chất này mà ngoài đời á, người ta ăn người ta thấy ngon á chứ không phải dở đâu. Mình á thì mình tu hành á, mình chứ mình thấy mình sợ nó bột ngọt hoặc cái này kia nọ, giống như thịt cá rồi mình không ăn. Chứ còn ngoài đời sao chứ họ ăn như vậy đó là họ, bởi vì người ta làm tiệm cơm người ta bán mà, cho nên ăn như vậy là người ta quá thích người ta rồi. Nếu mà ăn chay được như vậy là hạnh phúc họ lắm rồi, chứ ở nhà họ làm sao mà có được, phải không con thấy không? Nhưng bây giờ mình ở đây mình có được vậy cái mình chê, người chê cái gì, người chê đủ loại, nào là bột ngọt, nào là cái này cái kia đủ thứ, nào là người bỏ dầu, người bỏ nhiều dầu, ai mà nấu sẽ được cái miệng của mấy con, cách làm giả của mấy con như vậy là mấy con tu cái chỗ nào đâu. Các con thấy rồi, người này kéo đến thất người kia, kéo đến thất người nọ, cũng như cái vấn đề của con hôm nay mà ra đây thì người này cũng đến, người kia cũng đến, nói này nói kia. Trong cái giờ học con ra học, nhưng mà nhất định là không nói chuyện với ai, vô thất thì không nói chuyện. Ở đó là cái mình làm đúng theo cái quy ước ở trong cái tu viện. Ở lớp học thì tại sao mình dán mặt? Không thể một người nào dán mặt được, nghĩa là học là phải học. Còn mình đến lớp, thầy nói thật sự đến lớp gặp là trước mắt thầy nhìn, nhà họ nói chuyện nhau chứ đâu phải là không nói chuyện, thầy đâu có chấp nhận. Còn mình giữ đúng, mình giữ đúng, mình đến lớp là mình học. Nghĩa là mình học rồi mình đi về, không nói chuyện với một người nào, đó là một người tu. Và những người đó thầy để ý để mà thầy hướng dẫn cho họ đi tới nơi tới chỗ. Còn những người mà nói vậy làm sao mà thầy hướng dẫn, con hiểu không? Đâu có làm sao thầy hướng dẫn, coi như là điều kiện là thầy bỏ đó, chứ đâu phải họ đến đây họ giữ lớp mà nói là họ được thầy nâng đỡ đâu. Họ học mà họ không giữ cái hạnh thì làm sao mà thầy hướng dẫn. Còn chẳng qua là chẳng qua những cái bài của Nguyên Thanh được đọc để tự để trắc nghiệm, bởi vì thầy biết người ta rất chướng đối với Nguyên Thanh, mà trong khi mình tu tập là mình xả tâm, mình đừng có chướng chứ, tại sao mình chướng, con hiểu? Đó là cái mục đích của thầy tạo những để cho thấy mình có tu hay không tu. Mình không tu thì những cái nhìn cái ngó nó làm cho mấy con chướng ngại là thầy biết liền. Như vậy mấy con có phải nghe lời thầy không? Đâu có nghe. À, mấy con nói gì nói. Còn bây giờ con trốn tránh vậy là con cũng không phải. Bởi vì mình trốn rồi mình đâu có biết đâu mình phải. Để mình nghe mà để coi cho mình xả tâm mình được không? Đó là những cái tu mà. Tu là thật sự giải thoát mà. Trước cái A Pháp điều là mình nói mình ly dục A Pháp. Tại sao mà mình biết? Nhìn trong cái số người tu ở đây coi vậy chứ, họ nói vậy chứ, điều thật là có ly dục A Pháp. Không thấy đâu có, tu là tu những cái hình tướng vậy. Bây giờ ôn pháp tu nè, nào là đi thân hành niệm, nào là ngồi tu hơi thở nè, đi kinh hành rồi thức suốt đêm hoặc làm thế này đi, cuối cùng họ được những gì khi mà tâm niệm của họ như vậy. Trước cái ác pháp đó họ có xả mà. Đây là thầy ngồi đây nè. Trong cái số người mà ngồi trước mặt thầy họ có xả không? Thì biết từng tâm niệm của họ chứ đâu phải thầy biết. Còn bây giờ mà con trốn tánh như vậy đó thì con thấy con xả không? Có nhiều người còn thủ đoạn mưu mô lắm chứ không phải là vừa thầy nói. Ở ngoài mặt thì nói vậy chứ trong bụng điều kiện có như thế mua thì hiểu từng người hết chứ đâu phải nói.